Thằng này coi như đưa vô máy bo đầu được rồi đó. Tăng tốc lên một chút nữa thôi con. Tăng tốc lên một chút. Tăng lên nữa thì nó cắt hết đùng. Đùng hả? Vậy thì gắn bộ thumper vô đi. Gắn đồ trẻ vô đi. Cái gì? Dành dây.